Chào mọi người tới bài tập tăng chiều cao ngày hôm nay của Phan Nữ Yên Nhi. Hôm nay sẽ có trợ lý của mình làm mẫu nha. Bài tập tăng chiều cao ngày hôm nay sẽ hiệu quả nhất khi mà các bạn thực hành sau khi các bạn tập các bộ môn các bạn yêu thích, giống như là chơi cầu lông, chơi bóng rổ chẳng hạn. Xem thêm ở website của mình hoặc là mua thêm ebook để có hướng dẫn chi tiết hơn nha. Đầu tiên mọi người đưa tay thẳng xéo về phía trước và giãn phần vai, phần cánh tay của mình, giữ trong vòng từ 3 tới 5 nhịp thở. Sau đó chúng ta sẽ đưa tay ra đằng sau, lấy tay kia thì kéo lấy bàn tay để chúng ta có thể mở vai, mở ngực và giãn phần cánh tay, phần vai nhiều hơn. Đầu giữ thẳng. Tiếp theo chúng ta sẽ đan hai bàn tay vào nhau và duỗi thẳng hai tay lên cao, dựng thẳng sống lưng. Giữ động tác này trong vòng 3 tới 5 nhịp thở, hơi thở tự nhiên. Sau đó chúng ta sẽ đổ tay và thực hiện tương tự giống như tay ở bên kia. Đưa tay ra đằng sau và một tay kéo căng. Đan hai bàn tay, đưa hai tay lên cao và dựng thẳng sống lưng. Stay high for a minute. Tongue tied, I don't wanna go home. You and I on the linen. Sau đó thì mọi người hãy đứng dậy và dang rộng hai chân hơn vai một xíu nha. Thì bây giờ mình sẽ nói bạn siêu đứng nghiêng qua một bên để các bạn có thể thấy được dễ dàng hơn động tác này nè. Vì bạn siêu trợ lý của mình mới tập luyện và không có độ linh hoạt, cho nên là các bạn hãy xem mình hướng dẫn bạn siêu tập động tác này nha. Đầu tiên thì mọi người hãy đứng thẳng nè. Đầu gối có thể hơi mềm một chút, không khóa khớp gối nha. Nhưng mà mọi người hãy lưu ý là chúng ta sẽ gập từ hông gập xuống. Chúng ta sẽ không để phần lưng của mình bị cong. Nên nhớ là mắt chúng ta luôn hướng về phía trước và không nhìn xuống dưới nha. Như vậy thì các bạn sẽ dễ dàng kéo giãn toàn bộ cơ thể nhiều hơn mà không bị dài lưng. Nhiều bạn thì vì cố gập xuống thấp cho nên là cái lưng của bạn bị cong quá nhiều, cho nên những cái động tác này bị sai. Các bạn có thể giữ tư thế của bạn siêu, hoặc nếu mà các bạn có độ linh hoạt tốt hơn, các bạn hãy gập từ phần hông, đẩy phần hông xuống thấp hơn một xíu nữa, không được cong phần lưng, và mắt thì luôn nhìn về phía trước. Sau đó thì chúng ta trả về vị trí ban đầu. Nếu chúng ta không có một bức tường dựa vào thì mọi người có thể đan hai tay và dựng thẳng sống lưng, nhìn về phía trước, đứng thẳng ở tư thế này khoảng từ 15 tới 20 nhịp thở. Sau đó thì mọi người hãy đưa hai tay lên cao, dựng thẳng sống lưng, kéo rốn ra đằng sau để cho cơ thể chúng ta được dựng thẳng, và từ từ xoay sang phía bên phải và gập từ phần hông gập xuống nha. Mọi người lưu ý bạn siêu làm cho mọi người coi này, không được cong phần lưng của mình mà gập từ phần hông của mình xuống. Theo khả năng của mình, nếu mọi người có thể gập được sâu hơn từ phần hông thì mọi người có thể đẩy hông đưa người phía trên xuống, không cong phần lưng của mình lại, và mắt thì luôn hướng về phía trước. Sau
don't die, but I'm really not bored. So used to chasing falling stars. Love's not supposed to be paper thin. So if I stay here, don't rip me apart. I'm already scared to begin with. Sau đó chúng ta trở về vị trí trung tâm, đưa hai tay lên cao. Chúng ta quan sát hơi thở một chút, sau đó chúng ta sẽ gập người sang phía bên trái tương tự giống như phía bên kia. Gập từ phần hông đổ xuống, không để lưng bị cong và mắt thì hướng về phía trước. Baby, you're the MVP. Look so fine in a white one piece. Dream of you when I fall asleep. Dream of you when I RIP. So used to chasing falling stars. Love's not supposed to be paper thin. So tiếp theo chúng ta hãy dang rộng hai chân hơn vai của mình và từ từ khuỵ đầu gối xuống. Hai bàn chân chúng ta hướng ra hai bên. Sau đó mọi người hãy đặt tay lên phần đùi của mình. Từ từ chúng ta sẽ trường phần tay xuống phần đầu gối và hạ phần hông của mình xuống. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại động tác này trong khoảng 8 lần. Mọi người hơi đứng thẳng và hơi cong đầu gối một chút. Sau đó thì chúng ta sẽ hạ phần hông xuống. Lặp đi lặp lại như vậy nha. Khi thực hiện xong 8 lần thì mọi người hãy giữ tay ở trên đầu gối của mình, mở vai và lưng thẳng, mắt hướng về phía trước. Giữ tư thế này trong khoảng từ 30 giây tới 45 giây tùy theo khả năng của mọi người nha. Sau đó thì từ từ mọi người hãy vặn người sang phía bên phải, giữ nguyên tư thế thân dưới như vậy nha. Rồi chúng ta giữ trong vòng 3-5 nhịp thở thì chúng ta sẽ đổi bên. Sau đó mọi người hãy cùng nằm xuống thực hiện chuỗi động tác nằm để kết thúc bài tập tăng chiều cao cơ bản ngày hôm nay của chúng ta nha. Đầu tiên mọi người cong gối lên và đưa hai đầu gối vuông góc với cơ thể. Sau đó thì chúng ta sẽ từ từ đưa hai đầu gối của mình qua phía bên phải sao cho phần mông của chúng ta cân đối, không được lệch phần mông của mình nha. Và lưu ý là phần đầu gối, tức là phần chân và phần đùi chúng ta phải vuông góc, cũng như là phần đùi và phần cơ thể của chúng ta phải đặt vuông góc, hai mông chúng ta cân đối, không bị xô lệch. Sau đó thì chúng ta sẽ dang ngang phần cánh tay của mình và mắt thì chúng ta sẽ hướng về phía bên trái. Sau đó chúng ta ổn định ở tư thế này, mọi người nhắm mắt lại thư giãn. Giữ trong vòng 30-45 giây thì mọi người hãy đổi bên. Cùng đưa đầu gối về vị trí trung tâm, sau đó thì chúng ta sẽ đổi bên và mắt chúng ta sẽ hướng về phía bên kia. Sau đó đưa đầu gối về vị trí trung tâm, mọi người lấy hai cánh tay đan lại vào nhau và ôm chặt phần đầu gối vào ngực của mình. Hai bàn chân chúng ta duỗi thẳng. Sau
Tiếp đó chúng ta sẽ dùng hai bàn tay của mình bắt lấy hai bàn chân và ở tư thế em bé hạnh phúc. Mọi người sẽ cảm thấy được sự giãn ở vùng đùi bẹn, vùng đùi trong của mình. Situations with you and me, TBH, I need CBD, TBH, I don't wanna leave. Baby, you're the MVP, look so fine in a white one piece. Dream of you when I fall asleep, dream of you when I RIP. So used to chasing falling stars, love's not supposed. Kết thúc chuỗi bài tập, mọi người cùng đưa hai tay qua đầu và bàn chân chúng ta duỗi thẳng giữa toàn bộ cơ thể và nằm nghỉ ở tư thế này khoảng từ 45 giây tới 1 phút và kết thúc bài tập ở đây. Nhắm mắt lại thư giãn nha.